Xin kính chào tất cả anh em đã đến với shop phụ tùng Trần Đạt anh em nhé. Số điện thoại của mình là 0915434973 anh em. Thì hôm nay mình xin làm một cái video clip nói về vấn đề là cái tư duy dọn xe của mỗi người thì nó có giống nhau hay không, và thực sự là dọn xe theo bài nó có đúng cho tất cả mọi người hay không ha. Thì ở đây mình đang có một chiếc rim. Chiếc rim là 54 yên Ebon tay 6, 13 tay 6. Bên này là chiếc Future 2 nha, đời này đời đời Thái Lan này. Đó, thì xe zin đã làm. Và bây giờ mình sẽ nói về hai cái vấn đề cái việc dọn xe thì nó sẽ là như thế nào. Và mỗi người chúng ta xác định cho mình một cái cách dọn xe, một cái tư duy dọn xe nó có giống nhau hay không ha. Thì mình đầu tiên mình sẽ nói về chiếc rim này. Chiếc rim này là làm theo một cái phong cách là thích cái gì làm cái đó thôi em ha, không có theo một cái khung nó có sẵn cả. Thì lúc đầu thì nó sẽ theo bài thuốc nha anh em, yên Ebon ha, yên đôn đó, đi bô móc yên đôn bô móc yên Ebon Racing ha, bên bông mai đó. Còn lại thì cam đùng niềng thì cũng đều làm theo cảm nhận cá nhân thôi, sở thích thôi. Phục thì đi phục nai theo xe sơn lại này đấy. Dàn áo thì dàn áo rim Thái lót chữ cong ha. Mặt đồng hồ Super, đầu đèn phe này đó, sơn là màu đỏ, dán tem Super 209 tem zin đi in rim Thái và zin tay cạnh yên Super đó. Thì nói chung là cái xe này thì sẽ dọn theo một cái phong cách đó là bài thuốc cũng như là dàn ngoài theo dàn kiện ha, dàn kiện theo zin đó, dàn ngoài theo zin. Thì mình có gắn thêm một cái đèn trợ sáng ở đây nữa để đi đêm nếu mà cần cái tình trạng đi xa ha, tại vì hay đi Bình Định nè, đi về quê vợ ha. Rồi thì đó là cái chiếc xe rim. Thì mình tiếp tục nói đến chiếc xe Future. Chiếc Future này thì cũng gọi là dọn nha anh em. Dọn vì bản chất cái chiếc xe này lúc khi mình mua nó khá là cũ nha. Thì dàn áo là dàn áo sơn lại này, dàn áo sơn lại, dàn áo cũ có gãy bát rất là nhiều nha, gãy bát rất là nhiều luôn. Phải dùng rất là nhiều cái mối hàn cũng như là cái một số biện pháp để cố định dàn nhựa lại nha. Đó. Rồi dàn chân cũng dàn chân zin. Dàn chân zin đi cầm dẹp đó. Thì cạc te sơn lại, nói chung là xe này dọn là rất là nhiều ha. Phục khu 2 này, cảng yên này là cảng yên quay y này đấy. Thì có nghĩa là mỗi cái xe anh em sẽ dọn theo một cái sở thích cá nhân thôi, chứ không có xe em như vậy thì em nên dọn theo kiểu gì. Thì cái đó là mình không thể nào tư vấn được cho anh em ha. Những anh em ví dụ như anh thích xe zin hay là mình thích xe zin, mình muốn dọn zin thì mình sẽ tư vấn cho anh em. Ví dụ như ở dàn áo của anh em bị lai một vài chỗ, hệ thống dây điện của anh em lai mobile IC hay là máy của anh em nó không có ngon ha. Ví dụ như cái máy của cái xe này nè anh em, thì mình làm là máy zin, xong rồi cốt này cũng cốt 2 rồi nè, máy này cốt 2 rồi. Bình xăng con thì mình đang đi bình xăng con quay S110. Bình phu 2 thì đợt trước có khách tới mua thì năn nỉ mình quá, tại chạy từ dưới Cần Thơ lên thì mình cũng bán nhận luôn, coi như năn nỉ quá thì mình bán, chứ bình thì mình hiện bình xe mình không có bán. Thì gắn đỡ bình quay S110 vô thì vẫn ok đó. Nói chung là xe này zin hết, không có độ cái gì hết, thì vẫn là dọn xe nha anh em nha, dọn zin nha. Đó, còn chiếc này thì dọn theo kiểu xe độ, xe đi cháy lớn. Nó có nghĩa là anh em sẽ không có cần phải theo một cái quy tắc nào hết, chỉ cần đơn giản là anh em mình thì mình sẽ đặt những cái quy tắc của mình lên khi mà dọn xe. Đầu tiên á là xe anh em cần phải có một cái máy rất là êm ha, một cái máy ổn định. Tiếp theo là nó phải đảm bảo an toàn cho anh em khi anh em lên tốc độ cao một tí ha,
Tại vì xe mà chúng ta đi mà nó không có tốc độ mấy thì nó cũng hơi khó chịu. Ít nhất thì cũng phải được như một cái xe zin mới, ví dụ như là nó phải lên được 90-100. Còn chứ nếu mà cái xe mà đi nó tầm 50 và nó đã kêu quá kêu thì chúng ta dọn cái dàn ngoài nó không có ý nghĩa anh em ạ. Thì đầu tiên là máy thì cũng phải máy zin, máy êm một tí. Thứ hai là cái dàn ngoài thì cũng không cần phải đẹp, chỉ cần là nó đảm bảo an toàn cho anh em trước. Ví dụ như hệ thống thắng, hệ thống bánh, hệ thống gắp này kia là nó phải chưa ok, chưa có mục. Hay là hệ thống phuộc nó phải đảm bảo êm ái anh em ha. Chúng ta chạy vận hành nó dễ lái, nó dễ ngồi, dễ chịu. Rồi tiếp theo anh em mới chú ý đến những cái ví dụ như dàn áo hay là tem hay là những cái chi tiết dàn bạc ha. Đó thì nó sẽ là ưu tiên số 3 của mình. Đó nên là rất là nhiều anh em nhắn tin gọi điện cho mình nhờ tư vấn dọn xe theo một cái phong cách nào thì mình không thể nói được là anh nên dọn theo cái nào. Tại vì cái đó là tùy vào mỗi người, mỗi phần sở thích của anh em ha. Ví dụ giống như xe này anh em có thể thấy không phải là một cái xe zin ha. Nối dây điện để nối thêm dây điện vô để gắn cái này vô, gắn cái đèn này vô. Đó rồi trước mình có gắn với một cái mao này, một cái ngàm để mình gắn cái GoPro vô này. Đó thì không có gọi là zin được, phục thì mình cũng thay phục nai rồi. Còn xe bên này thì cũng có dọn rồi, ví dụ như mình thấy cam chrome đẹp thì mình gắn cam chrome. Đó, chứ rồi dán thêm mấy cái logo này lên cho đẹp này, chứ cũng không phải zin nữa. Nhưng mà anh em phải chạy nó phải đảm bảo cho bản thân mình ha, cũng như là nó phục vụ được cái nhu cầu cá nhân của mình. Ví dụ như anh em mà xài dọn xe để mà chúng ta chở hàng á, thì cũng không thể nào mà dọn cái xe dàn áo đẹp được, vì chở mấy bữa thì nó cũng sẽ xuống cấp thôi. Thì anh em nên dọn máy cũng như là dàn chân cho nó cứng, chúng ta chở hàng cho nó không có bị rung lắc, nó dễ chở. Đó, hay là những anh em chúng ta dọn xe để đi đám cưới hay là dọn xe để đi làm, anh em cần có một cái xe đẹp một tí cũng như là nó êm ái, chúng ta sẽ dọn cả ngoài cả trong. Đó thì nó sẽ tùy thuộc vào nhu cầu của anh em, chứ không phải là chúng ta cứ thấy người ta làm như vậy thì mình cũng sẽ làm như vậy, là nó sẽ không có đúng với cái nhu cầu của mình. Nên là anh em khi mà chúng ta làm cái xe xong á, nó sẽ không có được một cái cảm giác phấn khích. Thực ra là cái làm dọn xe anh em, thì anh em làm xong một chiếc xe nó, nếu anh em thấy ưng ý, nó cảm giác rất là phấn khích nha anh em nha. Chạy nó rất là vui, cảm giác nó cũng có chán. Đó, thì mình có một số cái điều tâm sự cũng như là chia sẻ về cái việc mà tư duy dọn xe cũng như là cái cách dọn xe của mỗi người có giống hay là khác nhau, nên dọn kiểu nào và như thế nào. Thì đó là một cái số cái chia sẻ của Phụ Tùng Trần Đạt dành cho tất cả những anh em nào chúng ta đang chơi xe, dọn xe. Có thể là cái cách nói này của mình nó sẽ không đúng ý của một số anh em, có thể nó sẽ đúng với rất là nhiều anh em. Thì những anh em nào có cái góp ý hay là có những cái thắc mắc gì thì có thể để lại comment ở phía dưới ha, để lại phía dưới phần bình luận, mình sẽ cố gắng trả lời tất cả những cái bình luận của anh em nhé. Rồi cảm ơn em rất là nhiều, hy vọng được gặp anh em những clip tiếp theo nhé.